năng hai vị tướng chống chịu của team Flash nó sẽ yếu hơn nhiều so với những vị tướng mà bên phía của Diva Esports, đúng không, khi mà họ có cho mình đó là con bài Alistar, Vi và thậm chí là Kuzan, một con bài khả năng chống chịu cũng là có. Nhưng vị trí của Nheo, Nheo đã lấy được thành công con lính to của mình, sau đó anh ta bị hất tung lên, một tình huống hất rất hay từ vị trí của Goku. Và Nheo bị hạ rất nhiều những chiêu thức khống chế diện rộng có thể được tung ra ở thời điểm hiện tại, với cú tích gấu có choáng đến từ vị trí của Coyote, siêu bom địa ngục được tung ra, cấu máu là rất đau đến từ vị trí của Jackhead. Jackhead bị hạ gục Divine, họ có được con rồng nước của mình, Tatsuhiro được nhắm vào người của Letina, Letina thoát ra với thảm lửa lần hai, đại địa chấn giữ chân được một người. Letina không, đó là đi lên cố gắng đánh lẻ, và đây tiếp tục là một tình huống bắt lẻ. Và đây là D-Link mất đi đồng hồ cát, nhưng anh ta cũng không còn cho mình tốc biến nữa, sử dụng thần lửa để cố gắng bỏ chạy. Anh ta sử dụng lá chắn, anh ta thoát đi thành công. Jackhead mới là mục tiêu gặp nguy hiểm trong phải thi đấu này. Và Rory anh ta mới là người có điểm hạ gục. Kuzan đến, anh ta hạ gục được một người. Đó là D-Link phải nằm lại tốc biến đuổi theo. Đập đại địa chấn, đu dây móc qua phía bên cương bờ tường và lui về thành công. Hai bên đổi được một điểm hạ gục so với nhau. Mình đến Jackhead bật lên cho mình bất khuất, bắt đầu lao vào đội hình của Team Fast. Team Fast dừng đam một con Baron, quay ngược trở lại trả sát thương. Rory bị thấp máu quá, anh ta cố gắng tạo giáp để bỏ chạy, trong khi đó đã có một tình huống mở combo đến từ vị trí của Goku và hai thành viên đến từ bên phía của Team Fast đang lùa ba thành viên còn lại của Divine, trong khi đó các mục tiêu chủ lực đang cố gắng trả ngược lại sát thương. Đó là Kuzan, anh ta có được cho mình một điểm hạ gục. Netida là mục tiêu thứ hai, anh ta thoát ra với đu dây móc của mình, lượng giáp được tạo lên là rất nhiều. Goku quay ngược trở lại với những người đồng đội, trong khi đó bên kia Joyce bị hạ gục và điểm hạ gục dành cho Hope One. Còn phía bên kia, liệu Kuzan có thoát về được không vậy? Câu trả lời là không, và hai bên tiếp tục là đổi những bài giao tranh mà nó chi ra ở hai cánh, hai cánh ba là bên phía của Divine. Thế đấy là cái thế mà tôi đã nói ấy. Tức là thế đánh công, đây là thế đánh mà Goku anh ta là người chủ động lao lên mở giao tranh, khiến cho ba mục tiêu còn lại bắt buộc phải bỏ chạy. Nhưng đây là một tình huống di chuyển quá hơi đến từ vị trí của Letina, anh ta ngay lập tức bốc hơi với bộ combo làm choáng đến từ bên phía của Coyote, trong khi đó nhận hẹn muốn can vào đội hình chủ lực của mình sẽ là một cái chiêu cuối nó phát huy được hết giá trị của Javan trong pha thi đấu này. Và đây ta hoàn toàn là một tình huống có thể cướp rồng, cầu vồng tối thượng tung ra thêm cả siêu bom địa ngục, rồi Si đã bị hạ gục và các thành viên của Team Fast cũng đang dần thấp máu. Team Fast không còn lợi thế trong pha thi đấu này nữa, với hai thành viên chống chịu phải nằm lại và con rồng lửa ngàn tuổi thuộc về bên phía của Divine Esports. Đội hình của Team Fast tỏ rõ sự thua thiệt về mặt sát thương của đối phương. Ở khoảng thời gian giữa bán đấu thì Dailin anh ta đang là người có lượng sát thương nhiều nhất, đúng không, nhưng mà tôi đã phân tích, nhưng mà khoảng một thời gian bên phía của Team Fast họ chơi một cách cực kỳ là mức tập trung, khi mà để những thành viên của mình bị bắt lẻ cực kỳ là hết sức ngớ ngẩn. Trong cái đường trên, một tình huống băng trụ rất tự tin đến từ vị trí của Kuzan, anh ta quay ngược trở lại một tình huống cộng biến nhưng không combo được vào người của Joyce, vì Joyce đã có chiêu cuối được kích hoạt rồi. Nhưng không quan trọng, ba đường lính siêu cấp đã có cho Divine. D-Link cố gắng quay ngược trở ra, Goku sử dụng đại địa chấn úp được hai người. Goku bị trả ngược sát thương là quá đau, hãy nhìn vào Hope One họ trả ngược sát thương. Nhưng là Nheo cũng gần full rồi, một tình huống băng vào với tối hậu thư của mình, rất tự tin trước đội hình của đối phương. Trong khi đó D-Link là người bị hất tung, anh ta là người bị giữ chiến. D-Link không được chơi trong pha giao tranh này, anh ta nằm xuống với giáp thiên thần, anh ta sống dậy bị đấm chết bởi đó là Nheo. Trong khi đó thì đó là Jackhead, anh ta rất tự tin với sự chống chịu cứng cáp của mình. Ui, thả gấu chúng hai người, Coyote có được điểm hạ gục. Goku cố gắng bay ngược trở ra để cứu đỡ những người đồng đội của mình, nhưng Letina bị hạ gục rồi. Đội hình của Team Flat tan vỡ và chiến thắng 1-0 dành cho Divine. Anh ta có thể có tận dụng khả năng di chuyển của mình với những tình huống bay nhảy qua địa hình, trong khi đó Joyce anh ta chỉ là người chơi đi bộ mà thôi. Với những tình huống đi bộ của anh ta phần nào đó khiến tốc độ di chuyển thua thiệt hơn so với vị trí của Lee Sin. Và đường khu vực đường giữa bắt đầu ngay lập tức có cấp độ 5 là băng vào đến từ vị trí của Coyote. Letina bị hạ gục với một tình huống thiêu đốt. Còn bài đó là bất kỳ chúng ta Hope One có cho mình gói hàng nha. Đây sẽ là một cái tình huống cực kỳ tốt để cho Divine họ chia cắt được đội hình Coyote và bắt đầu lao lên một đội hình đến từ bên phía của Divine. Họ bắt đầu tấn công vào mục tiêu của đối phương, đó là Letina đã thoát đi với một lượng máu là cực kỳ thấp. Sau đó quay ngược trở lại trả sát thương, Jackhead bị hạ gục, D-Link bắt đầu có góc để chơi. Joyce vẫn cứng cáp với khả năng chống chịu của mình. Joyce thậm chí có được điểm hạ gục của đối phương khi băng vào quá sâu đến từ phía của Kuzan. Một tình huống phải thoát ngược trở ra đến từ bên phía của Divine và Coyote vẫn đang cố gắng cò quay với lượng sát thương của mình. Khả năng hồi phục và tạo giáp là quá khó chịu đến từ 3-2 là tỷ số mang phục dành cho Team Flash, và con gồng vẫn đang được ăn bởi Team Flash. Điểm lại những chiêu cuối, Letina bắt đầu có một tình huống hạ màn của mình, hạ màn chỉ trúng một người mà thôi, nhưng bên phía của Team Flash họ thành công với con rồng đất có được. Và Kuzan anh ta làm cái gì trong đội hình? À không, đó là Nheo thì đúng hơn. Nheo đã phải mất tốc biến, anh ta lướt qua phía bên người sát thương truy đuổi theo đến từ thanh âm lan tỏa. Lợi thế đang nghiêng về cho bên phía của Team Flash ở giai đoạn đầu bán đấu này, nhưng trước đó thì Goku ta đã bị tấn công bởi Jackhead cũng như là Hope One. Không sống được, vẫn đang cố gắng cò quay vì xử lý bộ chiêu thức cũng giúp phục hồi lại một lượng máu là khá tốt.
anh ta có thôi lại một lượng máu trong pha thi đấu này, tốc biến lên để đánh thưởng. Anh ta cân hai trong pha thi đấu. Trước hết thì Gotay anh ta đang gặp những tình huống nguy hiểm khi mà sự truy đuổi đến từ Darling cũng như là Goku cực kỳ là gay gắt. Tốc biến lên đánh thưởng đi, Linh có một Gotay là mất cho mình đi, đó là cái chiêu cuối thì nhưng mà phải đá lên một tình huống bắt bớ. Và thì đó lại một câu chuyện rất khác vì ở đây anh ta bị dính quá nhiều hiệu khống chế. Goku bị nằm lại, liệu các thành viên bắt đầu kêu gọi vị trí của Coyote đến đây. Coyote bắt gặp được vào người của Goku. Goku bắt đầu trả người sát thương, bất tốc biến bỏ chạy, đó là Goku quay thùng rượu nổ không chính xác. Goku bị hạ gục một ăn Baron trong pha thi đấu này thì thực sự là rất nguy hiểm. Dịch chuyển bắt đầu lên, Divine họ có đủ 5 người, Team Fast đang cố gắng bỏ chạy nhưng Young Hen đang cố gắng bọc đầu. Hạ màn được đặt ra, khiêu khích được khá nhiều người. D-Link được thoải mái chơi từ phía sau. D-Link chọn mục tiêu, đó là Coyote. Coyote bị hạ gục người thứ hai, đó là bên phía người chơi hỗ trợ của Team Fast. Goldie đã phải nằm lại rồi nhưng mục tiêu sát thương chủ lực đó là D-Link có được thoải mái chơi. Anh ta lao lên rồi bắn vào đội hình của đối phương và anh ta cố gắng truy đuổi ở một tình huống kế tiếp nữa. Và đây là một tình huống 4-5 nhưng Team Fast vẫn là người có lời với sát thương của D-Link. Thành công trong pha thi đấu đó và đây sẽ là một tình huống tấn công Baron rất quyết định của trận thi đấu. Đội tuyển nào thua trong pha thi đấu này hoàn toàn có thể mất cả ván đấu. Trong đó Team Fast đang người có lợi thế hơn với 3 buổi lợi tổng, giao tranh là hoàn toàn được tôi đến còn dừng đam Baron rồi. Baron còn 3.000 máu, nhiều đang lao xuống quá sớm trong pha thi đấu này. D-Link vẫn đang được thoải mái chơi, D-Link bắt đầu đứng phía sau đội hình của mình, D-Link thoải mái thành công. Team Fast họ giữ được thành công con Baron, sau đó quay ngược trở lại trả sát thương và Kuzan phải bỏ chạy qua phía bên kia một tường. Tốc biến đuổi theo là rất quyết đoán đến từ phía của Team Fast, tốc biến ngược lại đến từ Giang Hèn. Và một tình huống mà Coyote không được biến thành trong pha thi đấu này vì Joyce đang cố gắng giữ chân anh ta, các thành viên còn lại thì đẩy nốt đợt lính vào và một đều dành cho Team Fast ở thời điểm hiện tại. Đúng là như vậy, một đều là điều mà chắc chắn sẽ có dành cho bên phía của Team Fast khi mà bên phía Divine Sports họ biết một đội hình khá là khó chơi như anh Phong vừa nói dành cho bản thân của bọn họ. Sau khi tôi vừa nói câu đấy thì nhau tấn công ngay và bùa xanh của Joyce nhưng đã có tình huống cầm tôi được dưới của Team Fast vào hỗ trợ cho Joyce của mình giữ lấy con buồn. Và ngay lập tức có được cấp độ nào tấn công vào vị trí của D-Link. D-Link thoát về có sự bảo kê của 10 đồng đội, đánh rất như là thành công vào vị trí của Nhèo. Nhèo thoát ra với một chấm máu, siêu bom địa ngục cũng không trúng được quá nhiều người. Rồi thì phải nói về đề nhưng mà bắt đầu có những thông tin lộ diện khung đường trên thì chắc chắn Team Fast họ sẽ phải ăn thật nhanh con bùa lợi con rồng này. Nếu Goku mất tốc biến để bỏ chạy, anh ta không còn năng lượng nữa. Một cú lướt tiếp theo anh ta bị thiêu đốt siêu bom địa ngục lần nữa. Ta có như một cái chỗ đầu tiên ở khu vực đường ngầm nhưng mà phải đã giữ chân được một người là rất tốt, bằng địa chấn cũng là trúng hai nhưng chưa đủ khoảng trống để họ có thể gây thêm được lượng sát thương. Và siêu bom địa ngục tung ra đợi đủ sát thương. À không, Glory thoát về với một chấm máu, người bị nằm lại mới là Joyce và gỡ được những điểm hạ gục rất đáng tiếc. Xem khi mà Latina một tình huống bốn Coyote rất dễ dàng với một cái gói thuốc nổ của mình, anh ta hất văng về thành công. Sau đó Young Hen bảo kê phía sau chống chịu cũng là khá tốt, thung cho nổ được tung ra, giữ được chân được một người, đó là Young Hen. Young Hen mất giáp thiện thần trong pha thi đấu này. Nheo đang cố gắng một tình huống quay ngược trở lại để cứu những người đồng đội. Hốc Văn bắt đầu đến, siêu bom địa ngục được tung ra, cầu vô vị trí của Already và hai bên dừng lại. Tối hậu thư được nhắm vào ai đây? Đó là Zavan trong tay của Joyce. Zavan chạy được và quay ngược trở lại trả sát thương và đó là Kuzan có được điểm hạ gục. Sau đó anh ta cũng phải nằm lại. Goku bắt đầu xả sát thương, sử dụng phản đòn tốc biến để bỏ chạy đuổi theo, đó là bàn đá sát thủ và đu theo đó là cái bát tả sung hữu đồn. Hôm qua tiếp tục là người hưởng lợi với những điểm hạ gục cùng ánh sáng là không chính xác đến được vị trí của D-Link. D-Link thậm chí là lướt lên để bắn vào người của đối phương. Nhèo còn quá cứng cáp và hai bên kết thúc trả sửa bom miệng bụng thì phải. Trong khi đó thì Joyce cắm cờ để dọa nạt đối phương. Coyote quá thấp máu, dậm đại địa chấn lao vào. Hope One được chơi từ phía sau, Hope One chưa được ai chạm vào cả, băng địa chấn được trả ngược lại. Trong khi đó D-Link cũng được chơi một cách rất thoải mái với những cú bắn thân bí của mình và bây giờ mới thả sức giả khe nứt. Goku cố gắng lao lên sử dụng phản đòn chống chịu được khá đau, hất tung được một người. Joyce mất tốc biến được bỏ chạy nhưng là tối hậu thư Hope One quay ngược trở lại với bản năng sát thủ, sau đó đọ súng với là D-Link và D-Link cũng đã phải lui về trong pha thi đấu vừa rồi. Divine họ đang có được Joyce đang hơi đơn độc ở một cánh, bốn thành viên còn lại đang cố gắng dìu dắt nhau ra đây. Lượng máu đang là rất thua thiệt đến từ bên phía của Team Fast nhưng vẫn là bằng lên đến từ vị trí của Goku. Goku bị giữ chân nên người ta thoát ra được khỏi cái đó là tối hậu thư dậm đại địa chấn nhưng thành viên đường giữa của Team Fast đã bị hạ gục rồi. Đu lên là rất tự tin đến được vị trí của Hope One và Team Fast mất 2 trong khi đó Divine chỉ mất 1 và họ vẫn có đủ lượng người để quay ngược trở lại với con rồng lửa của mình. Đã đường dưới một tình huống Goku đang solo rider với Kuzan nhưng cuộc chơi này bắt đầu xuất hiện người thứ hai, đó là Latina đến và bắt buộc phải thoát đi. Anh ta bị giữ chân bởi đó là Young Hen và đủ điểm hạ gục dành cho bên phía của Hope One. Hope One bắt đầu quay ngược trở lại để tìm những mục tiêu nhưng chống chịu là rất cứng cáp đến từ vị trí của Already. Anh ta đã cố gắng bảo kê để D-Link có thể tấn công vào vị trí của đối phương, trả ngược một cú siêu bom địa ngục. Hope One anh ta bị giữ chân và bị hạ gục trong pha thi đấu vừa rồi. Còn một mình Young Hen đang bị bọc đầu đến từ vị trí của Latina. Yeo và Coyote cũng đã bắt đầu có mặt rồi. Latina chống chịu là khá lâu trong pha thi đấu này, chơi sập quá nhiều sát thương
Anh ta băng sâu vào đội hình của đối phương, nhưng D-Link phía sau vẫn được chơi. D-Link bị di chân bởi nhèo, D-Link bị hạ gục chỉ có một mình. Khả năng cấu máu là cực kỳ là rác đến từ không phải Toyota cũng như là Hấp Quan. Young Hen bị bắn liên tiếp là chính xác đến từ những chiêu thức của D-Link. D-Link dùng đồng hồ cắt ngắt được tạt xung ngũ đột đến từ vị trí của nhèo. D-Link sử dụng cho mình những cú nhảy để thoát ra khỏi sự truy bắt, nhưng chống chịu là rất lâu. Nhèo có được cho mình một điểm hạ gục và tính phát lần lượt từng người một, họ phải gặp lại. Anh ta có tiếp tục đẩy vào cái khu vực đường rồng hay sự bạn đó được bao lâu hay không, thì có vẻ như là không. Ôi, một chuyển đến chuyển từ đó là Joycy. Joycy xuống đây quá bao nhiêu tấn công mà còn đau lòng trong pha thi đấu vừa rồi. Một pha thi đấu rất quyết tâm của Joycy và giữ được thành công con Baron. Chúng ta trở ra một tình huống vị trí, một tình huống cầu máu rất nhiều sát thương đến từ vị trí của Coyote. D-Link phía sau thoải mái chơi đại địa trận đến từ vị trí của Joycy là khép được rất nhiều người. D-Link vẫn tiếp tục bắn nhưng sát thương anh ta có vẻ là không được nhiều cho lắm. Đội hình của Divine bắt đầu có được đỉnh lính siêu cấp, tiếp tục là đồng hồ cắt để ngắt đi cái tà xương hữu đột. Anh ta sống dậy, anh ta bị gây sát thương, D-Link vẫn lết về được. Có gì thoát ra để bảo kê cho những người đồng đội của mình. Hai đường lính siêu cấp đã có được cho phía Divine và đường lính siêu cấp thứ ba sắp có dành cho họ ở cùng đường trên. Đúng rồi, bài chắc chắn sẽ là ba đường lính siêu cấp mà bên phía Divine Sport họ lại có được. Là siêu bom địa ngục của Coyote, anh ta đang là một con dịch 1 tỷ sát thương trong pha thi đấu này, tiếp tục làm choáng vào người của Goku. Goku chỉ có thể bỏ chạy, lính tiến vào. Divine có chiến thắng 2-1 trước Team Flash. Một chiến thắng mà cực kỳ là bên phía Team Flash họ cực kỳ là khó chịu trước đội hình và cấu rỉa bên phía của Divine Sport. Đúng thì với việc mà Team Flash họ mất đi tất cả mình đã những cái chiêu cuối quan trọng. Vẫn còn Joycy với chiêu cuối tấn công của mình và anh ta cướp thành công con rồng lửa trong pha thi đấu này. Tiếp tục là tối kiên cường để che chắn cho D-Link có thể chơi. Đu theo đó là hoàn hòa hạ gục được Joycy trong pha thi đấu đó, chói chính xác được vào vị trí của D-Link và D-Link phải mất tốc biến để bỏ chạy. Đứng phía sau thì Coyote vẫn đang tiếp tục tung ra những tình huống cấu máu khó chịu của mình. Trời sập lao đến, sứ giả dành cho bên phía của Team Flash bằng địa chấn trả ngược lại là chính xác, thậm chí là cả hạ màn nữa. Đó là hai chiêu thức thực sự tuyệt vời, cùng ánh sáng cũng là rất nhiều sát thương. D-Link tốc biến không, anh đang di chuyển qua phía bên kia bờ tường để tấn công vào vị trí của đối phương. Hope One phải bỏ chạy, Hope One bị hạ gục và đó là double kill dành cho Latina. Ngược lại pha thi đấu này, chờ xem ai vào dướng vào để bắt người đó. Và đấy đã có một cú tinh xanh rồi. Tinh xanh bắt đến từ bên phía Team Fast rồi. Biết được Coyote. Coyote bị giữ chân, sát thương được dồn vào. Coyote mất tốc biến để bỏ chạy. Coyote bị đánh ngất ngư, bị bọc đầu bởi Goku. Một pha chim mồi rất hay hò đến từ phía Team Fast từ giữa. Vẫn là một thế đánh muốn tấn công lên đến từ Team Fast. Còn muốn họ thì phải họ nên lao vào đánh đi. Đã có tình huống lao đánh đến từ bên phía của Young Hen. Trời sập lao xuống phía bên kia, Hope One thoải mái chơi trả được sát thương. D-Link không có những chiêu thức chính xác, D-Link vẫn đang chọn góc của mình. Các thành viên của Team Flash bắt đầu thiếu máu, lao lên là rất mạnh mẽ đến từ phía của Hope. Đó là nhèo và đu theo với bản năng sát thủ, một tình huống đu theo quá nguy hiểm. Hope One bị nằm lại, D-Link vẫn có góc để bắn. Không đủ sát thương và họ lui. Nhèo đang chống chịu sát thương, trời sập được nhắm vào hang Baron. Baron còn 13.000 máu. Dịch chuyển tiếp theo đến từ vị trí của Kuzan, cầu vòng thối được tung ra và bên phía của người chơi hỗ trợ của Divine đã bị nằm lại rồi. Baron thuộc về bên phía của Divine, nhưng liệu họ giữ được bao nhiêu mạng đây? D-Link vẫn đang được thoải mái chơi, anh đang chọn mục tiêu đó Kuzan. Kuzan bỏ chạy sử dụng phản đòn ở một tình huống mà không có quá nhiều ý nghĩa. Mục tiêu được chuyển ngược lại về vị trí của Hope One. Hope One bị bọc đời bởi Goku. Goku làm chậm thành công. Hope One cố gắng cò quay được tạo ra là rất nhiều, nhưng sát thương là không thể cản phá được đến từ vị trí của D-Link đứng ở trong khu vực hang rồng. Nếu bị tấn công anh ta sẽ nhảy qua phía bên kia. Trời sập bắt đầu được tung ra con rồng còn rất nhiều máu, có rất nhiều những chiêu thức bắt đầu mở giao tranh rồi. Mục tiêu được lựa chọn đó là ai đây? Quay ngược trở lại trả sát thương cũng là rất mạnh liệt. Hôm nay là một người được chơi, trong khi đó thì và đó là Kuzan anh ta hạ gục được Joycy phía bên đây rồi. Còn trong cái đó thì sao? Coyote bị tấn công bởi sức sát thương của 3 người. Young Hen là người thứ 4 bị nằm lại, chỉ còn Kuzan thoát đi và thôi. D-Link có được triple kill và Team Flash họ đang muốn kết thúc ván đấu này. Team Flash, một tình huống giao tranh mà Hope One đã nằm xuống quá là nhanh đi trước sức sát thương của D-Link. Rất căng thẳng, mặc dù là một cái thế trận đó nó quá là nhiều lợi thế. Đó là Team Flash và Vi, đó là bên phía Team Flash. Joycy anh ta quyết định là bỏ con cu đó. Đây, một tình huống đánh rất là có ý đồ đến phía của Team Flash khi họ quay ngược trở lại trả sát thương. Mọi người chơi chống chịu cứng cam nhất là Young Hen đã phải nằm lại, trước đó thì điểm chiến công đầu thuộc về bên phía của Divine Esports. Ui, và Young Hen có điểm hạ gục đó nhiều lắm. Vì vậy bên phía của Divine họ cũng phải hiểu ra đến 4 người đứng trên phóng phi tiêu là chính xác, liệu Goku có lao vào hay không này. Nhưng mà quyết định là không, vì ta vẫn đang có một cái điểm yếu ở trên người. Đúng rồi, như vậy có tình huống mà tỉnh táo khi khoan là không gian một tình huống sẽ ui lao vào luôn, có tình huống Goku hoàn hảo của mình. Anh ta bị dính tại thử thách nhưng lướt lần hai là ui nhiều.
Goku trả cái trụ ở khu vực đường rộng ép cho hai thành viên bên phía của Divine Sport họ phải lui ra. Joycin đang rất tự tin đứng lên cao. Có cả gấu chung với bốn người bằng địa chấn được thả ra, nhưng D-Link thấp máu quá, D-Link đang cố gắng phải bỏ chạy. D-Link bị hạ gục rồi, đã thử thách được kích hoạt thành công và Kuzan đang cố gắng cò quẩy. Team Flat họ mất hai người. Hơi hoàn toàn là không thể nào làm bất kỳ một điều gì cả. Bắt đầu cò quay khu vực sang sứ giả. Ui, Úc lao vào, bốn người đến, bốn người cùng ánh sáng cũng là rất nhiều sát thương. Sứ giả được giữ lại và tiếp tục là thả gấu chung bốn nữa. Bộ chiêu thức cuối của bên phía Divine được dồn vào một cách rất nhịp nhàng, nhưng Coyote mới là mục tiêu gặp nguy hiểm trong màn thi đấu này. Và Joycin không khả năng hồi phục của anh ta là không đủ để sống dậy, nhưng Letina vẫn đang cố gắng truy đuổi vào vị trí của đối phương. Cộng với đó bên kia là Goku nữa, Letina bị trả ngược sát thương. Letina bị hạ gục, nhưng Goku cũng đã gỡ gạc lại mạng hạ gục cho những người đồng đội chính xác của Letina, và họ cũng gỡ lại được một cái trụ không đường giữa. Liên tiếp là ping đến từ vị trí Letina. Letina muốn chơi lắm rồi, anh ta bị hấp tung thả gấu bằng địa chấn của Goldie cũng là rất chính xác, bắt đầu làm vào bổ. Đó là vị trí của Nheo đang chọn những mục tiêu đi lẻ, trong khi đó phía bên này Nheo đã hạ gục được thành công Letina rồi. Phía còn lại thì một mình Kuzan là quá đơn độc, hơn là rất nhiều. Giang Hen đang báo cho những người đồng đội của mình là đối phương đang ăn Baron. Giang Hen bắt đầu lao vào, anh ta chưa tung ra cú viên nát của mình và anh ta đang cố gắng chống chịu sát thương. Ui, Baron còn 1.000 máu, còn 700 máu, nó thuộc về bên phía của Nhiều. Nhiều cướp được nhưng anh ta đã phải nằm lại rồi, và Divine mất 3 trong pha thi đấu vừa rồi. Và tiếp tục là những cú bắn rất sát đến từ vị trí của D-Link. D-Link hạ gục được 4 nhưng đang là phá nhà đến từ vị trí của mình và ăn nhanh quá, có dịch chuyển xuống. Có vẻ như dịch chuyển là hơi sâu đến từ vị trí của Goku thì phải, anh ta ngay lập tức dính cho mình một con gấu. Trừng phạt thuộc về ai đây? Hãy nhìn về trừng phạt. Bên phía của Team Phát có được con dòng lửa trong màn thi đấu vừa rồi. D-Link bắt đầu chọn mục tiêu vào vị trí của Coyote, trong khi đó phía bên đây là một tình huống chưa đuổi giữa Goku và Young Hen. Quay ngược trở lại đây thì đã có ngay lập tức có tối kiên cường được dựng lên, một cái lớp bảo hộ là rất chắc chắn. Nhưng Gory thì xin chút nữa phải bỏ lại cái mạng của mình. Và liên tiếp là ping đến từ vị trí của Joycin đang cố gắng muốn bắt vào hộp văn. Hộp văn anh ta làm gì ở cái thời điểm này cũng đường trên. Đi rồi, đi rồi. Đi chân lạnh toan cuối rất cứng cáp của mình. Bên cái team bắt họ tấn công một cách rất nhịp nhàng khi chờ đối phương bị gấu máu, sau đó mới lao vào để tấn công. Kuzan còn cố gắng cò quay, chưa có những tình huống thả gấu chất lượng mà Coyote đã phải nằm lại rồi. Letina mới là người lên tiếng trong pha giao tranh cuối cùng này, và chiến thắng 3-2 dành cho team phát với cú double kill ở giao tranh cuối cùng dành cho vị trí của Goku.